Tôi là người đầu tiên trong làng đỗ đại học. Với tôi, học là con đường duy nhất để thoát nghèo. Từ Khánh Hòa, tôi lên thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vừa học, vừa bươn chải, làm đủ nghề để mưu sinh. Tôi tốt nghiệp đại học, tôi đầu quân cho một công ty nước ngoài chuyên xuất khẩu đồ gỗ. Ở đây, tôi được tiếp cận với những đơn hàng nước ngoài, hiểu được về thị trường gỗ, tạo dựng mối quan hệ với các đơn vị gia công. Giấc mơ kinh doanh đồ gỗ của tôi dần hình thành và lớn dần theo những kiến thức mà tôi chắc chiêu được. Năm 1998, tôi bắt đầu tập kinh doanh ngoài giờ làm. Tôi dồn toàn bộ vốn liếng, lấy nước mắm giá rẻ từ quê lên thành phố bán. Nhưng suốt 3 tháng kinh doanh, chỉ dậm chân tại chỗ, phòng trọ của tôi chất đầy nước mắm. Tôi bỏ công tìm hiểu sâu hơn về thị trường mới nhận ra nước mắm giá rẻ phần lớn chỉ bán được cho các quán bình dân, nên tôi không thể cạnh tranh về giá. Muốn thành công, tôi phải nhắm đến thị trường phân khúc có biên độ lợi nhuận cao hơn, những gia đình, những người thích nước mắm ngon để về ăn và để biếu. Tôi chấp nhận bán lỗ vốn toàn bộ hàng tồn, chuyển sang kinh doanh nước mắm nhỉ cao cấp. Đúng nhu cầu thị trường, lượng tiêu thụ sản phẩm của tôi tăng lên nhanh chóng. Có những giai đoạn tôi bán hơn 5.000 lít nước mắm mỗi tháng. Đặc biệt, tôi có được bài học thị trường sâu sắc. Sau 3 năm, tôi đã mua được nhà, được xe. Thời điểm đó, tôi có công việc khá ổn định và kinh doanh với nghề tay trái khá phát đạt. Vì vậy, để vượt qua tất cả ra khởi nghiệp, tôi bị áp lực với gia đình và người thân. Nhưng tôi quyết định từ bỏ tất cả, nghỉ việc để ra khởi nghiệp với doanh nghiệp đồ gỗ năm 2003. Tôi nhận các đơn hàng nước ngoài, đặt gia công đầu vào, chịu trách nhiệm cho công đoạn cuối, đánh bóng và đóng gói sản phẩm. Vốn có sẵn kiến thức, mối quan hệ trong ngành nên công việc kinh doanh của tôi khởi đầu thuận lợi. Sau gần một năm, chúng tôi dần được khách hàng tin cậy, có chỗ đứng trên thị trường. Mở đầu thành công, tôi quyết định chơi lớn. Năm 2004, tôi dồn toàn bộ vốn liếng để mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc, nhân sự để chủ động toàn bộ khâu sản xuất. Tôi huy động anh em làm việc ngày đêm để kịp tiến độ các đơn hàng. Những lô hàng đầu tiên rồi bến trong tâm trạng vô cùng hân hoan của mọi người. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc xây thêm xưởng thứ hai, thứ ba. Giấc mơ về một doanh nghiệp hàng đầu thị trường dường như đang ở trước mắt tôi. Nhưng ngày hàng cập cảng khách, thay vì trái ngọt, chúng tôi nhận hàng loạt thư khiếu nại và từ chối nhận hàng do sản phẩm không đạt chất lượng. Tôi choáng váng, tối tăm mặt mày. Hàng phải quay đầu, tiền hàng không được thanh toán, lại phải bồi thường hợp đồng. Uy tín vừa được gây dựng, bỗng chốc mất hết. Tôi rơi vào cảnh nợ ngập đầu. Trong khi hàng chất cao như núi, khách hàng quay lưng, nhân sự thì hoang mang. Công ty chưa tròn 2 tuổi, lẽ nào tôi phải đóng cửa? Còn nhà xưởng máy móc, bao nhiêu nhân sự và còn giấc mơ của tôi. Nhưng nếu phải đi tiếp, tôi phải làm thế nào? Hàng tồn kho kém chất lượng, không bán được. Tài chính về số âm, tiền đâu để tiếp tục sản xuất, nuôi nhân sự, duy trì nhà xưởng. Trên hết, còn khách hàng nào tin chúng tôi và đặt hàng nữa? Tôi thực sự rơi vào bế tắc. Từ những câu chuyện thật của CEO Chìa Khóa Thành Công. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tự tin, am hiểu với kiến thức thị trường, CEO của chúng ta đã khởi nghiệp với công việc kinh doanh đồ gỗ. Và sau hơn một năm, vị CEO của chúng ta mong đợi sẽ gặt hái được những thành quả ngọt ngào, thì thật không may, những lô hàng đã bị tất cả những khách hàng từ chối bởi vì không đảm bảo được chất lượng, uy tín giảm sút cùng với hàng tồn kho. Đối mặt với hàng loạt những khó khăn, CEO của chúng ta sẽ phải giải quyết bài toán của mình như thế nào? Trước khi trả lời câu hỏi bạn sẽ làm gì, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của những vị khách mời đồng hành cùng với chúng ta. Đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Quốc Việt, thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Ecobank. Trân trọng giới thiệu ông Lê Thẩm Dương, trưởng khoa tài chính trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Và nhân vật chính ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu
ông Nguyễn Thái Duy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đào tạo B. Tiếp tục với câu hỏi, bạn sẽ làm gì khi đối mặt với tất cả những khó khăn? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu trả lời này. Nhưng trước hết hãy cùng xem ở khu vực phòng kế bên, tất cả các vị CEO trong câu lạc bộ CEO Chìa Khóa Thành Công sẽ đưa ra những giải pháp ra sao. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Cà phê CEO. Tôi đang đặt mình mà là chủ doanh nghiệp. Thôi bây giờ tôi không giải quyết hàng tồn kho đâu. Tôi bán luôn cả doanh nghiệp. Tôi bán ngay cho đối tác ở nước ngoài của tôi ạ. Hoặc tôi mời ông cổ phần. Rồi dần dần tôi rút ra, tôi về tôi qua đi bán nước mắm. Quá nữa thì franchise. Đấy ạ, tôi đỡ phải loằng ngoằng tồn kho. Đang có một cái đơn hàng rất là giá trị tại nước ngoài thì chắc chắn rằng khi CEO có thể là đưa những cái thông tin đấy cho những bạn hàng, cho những người mà cùng trong cái lĩnh vực kinh doanh đấy thì cũng có thể đâu đấy mình sẽ tìm được những cái đối tác của mình có thể đáp ứng được và cùng hợp tác để làm sao phải xuất khẩu được cái lô hàng đầu tiên. Bởi vì cái lô hàng đầu tiên nó giống như là một cái đường chỉ lối. Khi bạn đã xuất khẩu ra nước ngoài được thì chắc chắn bạn sẽ mở ra và sẽ có nhiều cơ hội nữa. Nếu như loay hoay xong vấn đề từ chỉ để giải quyết cái hàng tồn kho thôi thì doanh nghiệp sẽ đứng lại. Và đứng lại chính là đi lùi rồi. Và quan điểm của tôi ở đây là huy động vốn và tiếp tục cung cấp những hàng mà chất lượng tốt, đạt được những cái quy chuẩn mà để có thể xuất khẩu được. Một CEO thì không phải là chuyên gia trong tất cả mọi lĩnh vực. Chúng ta sẽ thuê chuyên gia ở từng khâu một. Nếu mà một CEO như mình thì hãy suy nghĩ lại là có tiếp tục làm cái gỗ hay không. Bởi vì nếu làm tiếp thì đánh giá lại xem là thứ nhất là tài chính, thứ hai là cái kỹ thuật của mình có đủ đảm bảo cho nước ngoài hay không đấy chứ. Thời gian để đánh giá lại nó không phải đơn giản vì có tiền đấy chứ. Hãy chọn một người thật sự mình giỏi nhất. Việc đầu tiên quan trọng nhất của tôi vào hoàn cảnh này thì tôi sẽ phải đảm bảo rằng là phải nhận lại hết tất cả những cái lô hàng cũ và phải tìm phương án xử lý để trả lại cái đối tác. Để làm sao để cho người ta có được cái nguồn hàng chuẩn nhất. Sau khi mình có thể là đáp ứng được cho khách hàng về cái sản phẩm mà mình đã ký hợp đồng cho được đúng thời hạn xong rồi, thì lúc đấy mình hãy giải quyết về cái vấn đề tồn kho. Ngay lập tức là phải gửi email cho đối tác, tức là khách hàng của mình. Những khách hàng kỹ tính tôi không thể nào qua email xin lỗi, thì tôi sẽ phải đến gặp trực tiếp để xin lỗi và tôi sẽ phải sửa sai ngay lập tức. Cái sản phẩm tôi xuất khẩu sang bên nước ngoài sai ở đâu tôi sẽ phải sửa lỗi ở đó. Và tôi sẽ liên kết với các doanh nghiệp hoặc là các nhà phân phối, cũng như là kêu gọi các đội ngũ sale để làm sao đẩy hàng được một cách nhanh nhất. Và lúc này thì tôi cũng cần phải định vị lại cái thương hiệu của bản thân. Nếu như mà tôi phù hợp với cái lĩnh vực đó thì tôi sẽ tiếp tục. Còn nếu như không đủ đam mê thì tôi sẽ lại quay trở về bán nước mắm. Và phát triển cái doanh nghiệp nước mắm theo cái phương án nào để nó trở thành lớn. Tôi thấy thế này rất là hay. Tức là chúng ta sẽ đưa ra một cái thời điểm đấy ấy, thì sẽ có một cái gọi là người Việt Nam sẽ dùng hàng Việt Nam. Và chúng ta sẽ giải phóng được cái hàng mà nhập về. Tại vì tôi tin rằng là người Việt Nam mình nó có một cái gọi là bầu ơi thương lấy bí cùng ấy. Cho nên khi mà có giấy lên một cái gì đấy là cộng đồng của người Việt rất là hỗ trợ, thì có thể là giải phóng được cái hàng tồn kho. Đồng thời chúng ta sẽ ra luôn cái dòng sản phẩm, định vị lại cái sản phẩm với cái nhu cầu của cái thị trường mà mình xuất khẩu. Chúng ta phải tận dụng được những cái thế mạnh của mình. Thứ nhất là chúng ta có xưởng, thứ hai chúng ta có kinh nghiệm. Để mà chúng ta tồn tại và phát triển được bền vững thì chúng ta phải có các người mua khác nữa, không chỉ là nước ngoài mà trong nước. Với cái xưởng như vậy chúng ta có thể gia công cho các đơn vị trong nước, chúng ta có thể làm thi công nội thất cho các công trình lớn, thì như vậy rõ ràng câu chuyện là chúng ta có lợi nhuận cao hơn mà có cơ hội để ra hàng được nhiều hơn. Theo tôi thì tôi sẽ thu hồi về và giải quyết hàng tồn kho, đánh giá lại thực trạng của hàng tồn kho, xong rồi làm một cái bản kế hoạch chi tiết, đưa ra cái chiến lược bán hàng giá tốt nhất mà bán cho ai thì có lợi nhất. Sau đó thì cải thiện lại chất lượng sản phẩm, đề nghị khách hàng trả lại cái lượng hàng cũ, sửa và đền cái hàng mới chất lượng hơn và chiết khấu để giữ lấy cái uy tín trước. Sau đó là nếu mà khách hàng không đồng ý thì sẽ giải cái bài toán sửa và thiết kế lại chất lượng sản phẩm, bán cho một cái tiệm khách hàng dễ hơn trong nước và có yêu cầu kỹ thuật thấp hơn để thu hồi vốn lại nhanh nhất có thể. Rất là nhiều các cái trường hợp cái phòng sale có thể biến thua thành thắng. Nếu như các anh chị tập trung vào phòng sale trong cái trường hợp này, chúng ta có thể họp phòng sale và đưa ra các cái ý tưởng tối đa hóa cái chức năng và nhiệm vụ của phòng sale, vì phòng sale có thể bán được toàn bộ cái hàng tồn kho đấy và có thể là bán được với giá tốt nhất cho doanh nghiệp. Tôi phải rà soát lại và tôi sẽ cho xây lại quy trình trước đã. Cái quy trình là nó sẽ quyết định được cái thương hiệu của tôi. Vì cái chữ tín của tôi đối với cái đối tác tôi sẽ phải làm lại.
Như các anh chị chia sẻ là mình phải ngồi lại với lại cái bạn hàng để trao đổi xem là cần gì, chất lượng gì tôi thiếu và tôi sẽ hoàn thiện và bổ sung lại cái hệ thống của mình. Và khi từ đó thì cái hệ thống của mình hoặc cái đơn hàng tiếp theo của mình mới thành công được. Tôi sẽ không dốc toàn bộ tiền để làm từ khâu từ A đến Z thay cái như một cái việc là bỏ trứng tất cả vào một giỏ. Thì tôi sẽ làm khâu đánh bóng và đóng gói. Thứ hai nữa là một phần là xin khất nợ để giãn nợ ngân hàng. Và việc thứ ba nữa để tránh rủi ro thì tôi sẽ tham gia vào hiệp hội xuất nhập khẩu thủ công và mỹ nghệ. Bởi vì tôi rất thích một câu nói đó là muốn đi nhanh thì đi một mình và muốn đi xa thì đi cùng đồng đội. Vâng, trong buổi cà phê CEO của chúng ta thì rất là nhiều các CEO của chúng ta đã đưa ra rất là nhiều các giải pháp. Và bản thân tôi cũng đã đưa ra một vài giải pháp. Nhưng sau khi nghe lắng nghe tất cả các anh chị thì tôi thấy rằng những cái giải pháp như vậy rất là bất ngờ. Và chắc hẳn là nhân vật chính của chúng ta đã có cái giải pháp cho mình để thoát khỏi tình trạng này. Và chúng ta chờ đợi nhân vật chính của chúng ta đưa ra giải pháp của mình. Thưa quý vị, rất nhiều giải pháp đã được đưa ra từ phía các vị CEO trong câu lạc bộ CEO Chìa Khóa Thành Công. Và chúng ta cũng thấy là những ý kiến này chắc chắn sẽ mang những cái gợi ý rất là tích cực cho nhân vật chính của chúng ta, CEO Anh Duy. Thế nhưng mà chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của khách mời với những cái gợi ý, những cái tư vấn vừa rồi. Xin mời anh Việt và anh Dương. Tôi, anh Dương, tôi rất ấn tượng với anh Dùng ở Tống Việt. Ấy. Anh đi ba cái nói bán về làm nước mắm. Thì tôi cũng hiểu là trong tình huống này mình làm như vậy nó có đúng không? Tôi thấy có vẻ nó hơi vội vàng đúng không? Không biết bây giờ bán có ai mua không? Không? Rồi đó phải là lối ra không? Nó là một trong các lựa chọn. Và tí nữa chẳng hiểu CEO của mình lựa chọn kiểu gì. Nhưng nếu lựa chọn mà của CEO là đúng thì nhỡ đâu quay về nước mắm đúng hơn thì sao? Cho nên thực ra những ý kiến đấy đều phải trân trọng hết. Còn khoa học tự nhiên là khoa học của định lý. 1+1=2. Khoa học xã hội là, khoa học kinh tế là 1+1=3. Hoàn toàn có khả năng 1+1=0.5. Mà tôi với anh là hai ông khách mời ấy, thì tôi nghĩ là ý kiến đó không tồi. Anh để ý chỗ anh Hòa, công ty Sinbi, ông phân tích sâu sắc hơn. Ông nói là mình xuất ra rồi người ta trả hàng về chứng tỏ là mình kém. Đúng không? Mình chưa đủ sức, mình ra biển lớn. Bây giờ mình muốn làm xuất khẩu thì mình phải xem lại năng lực của mình. Mình chơi có nổi không? Nếu như người ta trả về rồi, mình có đủ sức để lôi về mình làm lại không? Một cái chuyện thế này, biết bao nhiêu lựa chọn mà người nào cũng cho là mình đúng là chết đấy. Và cái đúng nó nằm vào kết quả đúng. Thì tí nữa xem CEO của mình thế nào. Mà đúng thì nó có nhiều tông đúng. Những cái phương án của câu lạc bộ CEO này, họ mà làm ấy, nhiều khi nó đúng hơn thì sao? Chắc gì CEO mình đã tôi yêu, nhưng chắc gì câu lạc bộ đã tôi yêu. Anh Dương ạ, một nhóm cả anh chị thảo luận thì theo hướng có vẻ tích cực hơn. Có nghĩa là chơi là phải chơi cho tới cùng. Anh Hà ở OSSC anh nói rằng mình đã ra lô hàng đầu tiên mà nó tắc, mà mình lùi thì coi như mình thua. Do vậy phải thông bằng mọi giá, hư đâu sửa đó. Cần thiết kéo về mình làm lại xong rồi mình xuất. Nếu mình tắc là mình chết rồi, mình chấp nhận thôi. Còn chị Hà ở Best Việt Nam ấy, hay là anh Kiên ở ACM Holding ấy, thì anh nói nếu mà cái thị trường xuất khẩu thất bại, bây giờ mình lo thị trường nội địa đi. Mình có thể kéo mình một ít, mình bán ở nội địa hay là mình làm cái gì đó ở nội địa đi. Để mình có được cái sân nhà, mình ủng hộ cho thị trường xuất khẩu để nghĩ trong tương lai. Tôi thấy những cái nhóm đó thì có một cái tinh thần quyết tâm và làm là phải tới, đúng không? Cái đó là một cái tinh thần khởi nghiệp mà tôi nghĩ cũng rất là đáng ghi nhận. Tôi không biết là CEO mình sẽ chọn hướng nào, nhưng theo tôi thì cả hai hướng đều có những cái lý do riêng của nó. Câu lạc bộ CEO đưa ra giải quyết ấy, thì tôi thấy nó có hai cái chùm. Một cái chùm là giải quyết bằng được cái tồn kho này rồi mọi chuyện tính. Một là cải tiến lại sản phẩm, hai là loay hoay tìm đối tác, ba là quất trong nước, tất cả tập trung lại với cái này. Thì cái đó là bài toán của lội ngược dòng, bài toán của tháo vát, bài toán của ngắn hạn. Thì bài toán này nó có một cách nữa, hoặc là chơi cực đoan, hoặc là chơi kết hợp. Như vậy chỉ có 3 phương án thôi. Thì cái luồng thứ hai tôi rất là thích. Thử đập đi, làm lại từ đầu ấy, chắc gì đã hay. Thì tại sao lại không chơi kết hợp? Thế thì CEO của mình chọn cách nào tôi không biết, nhưng chắc chắn chỉ có 3 cách, 3 lựa chọn lớn thôi. Rồi. Một, giải quyết bằng được, xong lần sau gặp khó khăn giải quyết tiếp. Rồi. Tới đâu chơi tới đó. Và cách thứ hai, đập lại tạo nền. Và cách thứ ba, chơi kết hợp.
rút vào một bộ phận chuẩn toàn cầu xuất, còn chưa đạt chuẩn múc trong nước. Thì đấy là những cái mà tôi thấy các câu lạc bộ CEO của mình hay các ý kiến đưa ra thì tập trung rất nhiều vào cái việc là giải quyết cái bài toán tồn kho này. Đâu có xấu nếu là kết hợp. Trong tình huống này nếu như ba nhánh như vậy theo anh thì nếu anh là CEO anh chọn thế nào? Chắc chắn là tôi chờ hai cái đòn. Một là một mặt là tôi tập trung 2/3 nguồn lực để tôi tạo nền là chuẩn toàn cầu là thế nào, cải tiến cái gì, và không phải làm cho cái anh gỗ này mà làm cho hoạt động toàn bộ bản thân. Cải tạo đầu tiên là cải tạo cái não mình. Nhưng một mặt khác thì tôi vẫn giải quyết cái gỗ này ở góc độ tồn kho. Thì còn cách thứ hai là thứ đập đi làm lại từ đầu, là mình chơi dài hạn luôn, tức là bỏ ra 2 năm để cải tạo lại cái não thì cũng là một lựa chọn. Nhưng chắc gì đã hay. Thì cái tính cách của tôi là tính cách đi hai chân. Tôi vừa làm bên nhà nước, thứ bảy chủ nhật tôi làm theo ý tưởng của tôi. Còn CEO của mình họ chọn cái gì tôi chịu. Nhưng mà cái cách mà chỉ có tập trung vào giải quyết tồn kho là chắc chắn đúng không? Tôi đồng ý với quan điểm của anh. Có một cái điểm thế này. Có vẻ như mà CEO ta, chúng ta trong tình huống này, cái nguồn lực nó chưa đủ anh riêng hả? Có vẻ họ là dốc hết toàn bộ tâm lực, rủi ro cố gắng, quyết tâm hết, đến một quả fail ngay từ đầu. Cái đó là cú sốc lớn. Tôi không biết CEO sẽ làm gì tiếp theo, nhưng tôi chắc chắn rằng CEO có được một bài học kinh nghiệm hết sức là xương máu. Và CEO sử dụng cái bài học đó như thế nào để phát triển tiếp cái công việc của mình, cái nghề nghiệp của mình, thì cái đó tôi cho rằng là cái giá trị mà CEO có thể là đúc rút được. Nghe cái cuộc trao đổi thì Nguyên Khang lại hình dung là nhân vật chính của chúng ta giống như là một người đang cưỡi trên một con ngựa. Anh ta có 3 sự lựa chọn. Một là quay trở lại với con ngựa cũ mà mình đã quen cách cưỡi. Hai là sẽ phải thuần phục con ngựa mà mình đang cưỡi, và mặc dù có vẻ như đây là một con ngựa chứng. Và ba là anh bỏ tiền ra chợ để mua một con ngựa mới và làm quen với cách cưỡi nó. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem coi là nhân vật của chúng ta sẽ giải quyết bài toán của mình như thế nào. Liệu anh có trở thành một nài ngựa giỏi hay không? Mời quý vị cùng đến với CEO Hành Động. Những chuỗi ngày dài, tự chất vấn, tự lên án bản thân. Nhưng tôi phải đi đến quyết định cuối cùng. Dừng lại. Tết năm 2006 là cái Tết buồn nhất của tôi. Tôi phải đóng xưởng sản xuất, bán đất, bán nhà để trả nợ. Tôi đóng cửa, tự nhìn lại mình, tự đối soát lại các bước đi để nhận ra từng sai lầm trong đó. Tôi tự nhủ, có thất bại nhưng tôi đã học được những bài học giá trị. Từ cú nhảy xe nhưng lại nhảy hụt, tôi nhận ra kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh của mình còn quá mỏng, lỗ hổng còn đầy rẫy. Muốn thực hiện giấc mơ khởi nghiệp, tôi phải học, học và học nữa. Từ năm 2007, tôi đầu tư phần lớn thời gian tích lũy kiến thức. Tôi học các lớp về kinh tế, quản trị, đầu tư tài chính. Tôi tham gia điều hành một số doanh nghiệp nhỏ để làm dày thêm kiến thức về quản trị của mình. Sau 2 năm, tôi đã lấy lại phong độ, trở thành một trong những nhà đầu tư được nhiều người xin tư vấn, là một nhà điều hành vững vàng. Năm 2009, trong một dịp đi Singapore tham dự một hội thảo quốc tế, tôi bất ngờ và bừng tỉnh với những điều nghe được và thấy được. Tận mắt chứng kiến những bước đi mới của công nghệ quản trị thời đại số, được nghe các diễn giả chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh và quản lý, những kiến thức mới mẻ về ứng dụng Internet trong quản lý và phát triển kinh doanh, tôi thực sự bị say mê và nhận ra các doanh nghiệp Việt Nam còn mơ hồ, chưa chú tâm lắm về lĩnh vực này. Trở về nước, tôi miệt mài tìm hiểu, càng đọc, càng nghiên cứu, tôi càng thấy được những ưu điểm và xu hướng tất yếu của kinh doanh truyền thông trực tuyến. Tôi quyết định quay lại Singapore để học bài bản. Quá trình học này như một cuộc cách mạng về kiến thức trong tôi. Tôi hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức đã tích lũy, bổ sung những điều còn thiếu hụt. Trở về Việt Nam, tôi dường như trở thành một con người khác. Trong quá trình chuẩn bị khởi nghiệp trở lại trong lĩnh vực đồ gỗ nội thất, tôi có nhiều dịp chia sẻ với bạn bè những kinh nghiệm và kiến thức đã học được. Thật lạ là những buổi cà phê chia sẻ của tôi ngày càng đông. Đa số mọi người quay lại nhiều lần bởi những kiến thức tôi chia sẻ thực sự giúp ích cho công việc kinh doanh của họ. Ngày càng nhiều ý kiến đề nghị tôi mở chương trình đào tạo nghiêm túc và có hệ thống. Một anh bạn nói với tôi rằng, nếu anh mở doanh nghiệp đồ gỗ, có thành công thì chỉ mang lại lợi ích cho chính anh và doanh nghiệp của anh thôi. Nhưng nếu anh phát triển và đào tạo, thì anh giúp cho nhiều người muốn khởi nghiệp tránh được thất bại. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ đắn đo,
cuối cùng tôi bị thuyết phục để từ bỏ con đường kinh doanh đồ gỗ, chuyển sang một lĩnh vực kinh doanh mới, đó là đào tạo, quản trị kinh doanh, ứng dụng công nghệ 4.0. Vậy là ở U40, tôi tái khởi nghiệp với lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là giáo dục. Năm 2010, công ty cổ phần đào tạo Bi ra đời, chuyên về đào tạo thực chiến cho các doanh nghiệp về quản trị số. Trong gần 10 năm, chúng tôi vinh dự có được một đội ngũ diễn giả giàu tâm huyết và kiến thức. Mỗi năm chúng tôi đào tạo được hơn 3.000 học viên Việt Nam và quốc tế. Tôi vẫn đang tiếp tục tích lũy thêm kiến thức để chia sẻ, cộng hưởng và lớn lên cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, cuối cùng thì vị CEO của chúng ta đã tìm thấy được tia sáng ở cuối đường hầm. Có vẻ như cách lựa chọn này không nằm trong bất kỳ giải pháp nào của các anh chị CEO trong câu lạc bộ CEO Chìa Khóa Thành Công đã đưa ra tư vấn trước đó. Đây là một sự lựa chọn với cá nhân Quyên Khang cảm thấy rất thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của những khách mời và nhân vật chính ngày hôm nay. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bàn tròn CEO. Xin được chào anh Duy. Nãy giờ thì anh Duy đã lắng nghe cuộc trò chuyện của anh Dương cũng như là anh Việt rất là nhiều. Trước khi đến với chia sẻ của khách mời thì Nguyễn Khang hỏi một chút là cái tính cách thường ngày của anh, cái con người của anh thường ngày, anh có phải là một người kiên định với cái hướng đi của mình, hay là đôi khi trong cái sự quyết định của mình sẽ có những cái ngã rẽ trong cái sự lựa chọn cái cuộc đời mình? Đứng trước những cái ngã rẽ cuộc đời á, nó có những cái quyết định mà mình cần phải điều chỉnh. Ví dụ như là lúc đầu ra khởi nghiệp nước mắm, thì lý do vì sao chọn nước mắm, tại cái lúc đó là cái sản phẩm nó giúp cho chúng ta bắt đầu được, rồi sau đó nó có kinh nghiệm rồi mình lớn dần lên, cho tới một ngày á thì mình thấy là cái nền tảng cơ sở bắt đầu mình mới đủ, và bắt đó mình mới ra mình chọn gỗ. Nhưng mà gỗ thì cũng không có mở xưởng liền đâu, mà cứ đi đặt đơn hàng rồi bán lại, cho tới một ngày khi mà mình lớn lên mình đủ tiền bắt đầu mới ra xưởng mà làm. Hồi nãy ý kiến của hai khách mời của chúng ta chia sẻ nè, mình rất là tâm đắc thì đụng được ra cái phía bên trong của mình. Mình có thể điều chỉnh để mình đi tiếp thì đúng, rõ ràng khi mà suy nghĩ lại á thì cái ngành sản xuất rõ ràng là nó không phù hợp với cái của mình, tại vì mình không phải là người xuất phát từ kỹ thuật, mình không hiểu gì về kỹ thuật hết, thì rõ ràng là những cái điều đó nó không phù hợp. Nhưng mà cái việc mà đi giao tiếp bên ngoài, nói chuyện trao đổi thì nó rất là phù hợp với mình. Anh làm cho tôi với anh Dương hết bất ngờ này qua bất ngờ khác. Không gỗ, không quay lại làm được mắm, bụp cái qua một lĩnh vực đào tạo, ba cái ngành đó nó không trông ngoe với nhau à? Do mình là ở quê là anh hai lớn trong nhà và có 5 đứa em. Tối mình ngồi mình học á là 5 đứa em nó bao quanh, và bắt đầu là cứ chỉ cho các em nó học từng cái buổi tối á, cái hình ảnh ở quê đó. Rồi khi vào Sài Gòn á, những ngày mà vào Sài Gòn học á, những năm tháng học đại học Sài Gòn là đi dạy kèm. Đi dạy kèm và vô hình trong cái đó nó ở trong người rồi mà mình không có nhận ra. Rồi đam mê kinh doanh rồi cứ đi ra kinh doanh. Nhưng mà những ngày mà nó chạm được cái hình ảnh khởi nghiệp á, cái hình ảnh mà ra đào tạo đó, đó là những ngày mà chia sẻ ở cái quán cà phê đó, nói về các bạn khởi nghiệp á, thì bất ngờ là mình chia sẻ những cái điều, những cái kinh nghiệm của mình ra, và tự nhiên mọi người rất là thích nghe những cái điều mình chia sẻ. Tại vì sao anh không nghĩ ra anh làm đào tạo ngay từ đầu đi? Cách đây 20 năm mà, có ai định hướng mình cái gì đâu. Trong người cứ muốn ra làm kinh doanh là làm một cách rất là bản năng thôi. Nhưng tôi, anh Duy, anh làm được mỏng, anh rất ok nha. Ok. Anh mà xoay sở rất nhanh. Đúng. Bắt đầu là mình đi phân khúc thấp. Đúng. Thua. Đúng. Xoay lên phân khúc cao. Đúng. Thắng. Đúng. Anh quá giỏi chứ. Thực sự là cái nước mắm á, là cái bắt đầu sản phẩm ra cái nghiệp nhưng mà nó lại không đam mê. Đi liền với cái nước mắm á, là đi liền với cái gì ạ? Một cái hình ảnh, tức là những ngày mà kinh doanh nước mắm á, một cái hình ảnh đau thương mà ở quê lúc nhỏ đó, nó ám ảnh trong con người của mình á. Cứ mỗi lần mà đi bán nước mắm là thấy hình ảnh mẹ còng lưng những cái ngày mà đi xuống cảng mua cá về muối, những cái hình ảnh đó nó ở trong đầu đó. Và những ngày mà làm công ty nước ngoài là cái công ty họ sản xuất đồ gỗ, và tự nhiên đam mê cái ngành gỗ lắm, và khi mà có cơ hội á xâm nhập thẳng vào ngành gỗ liền. Tôi suy đoán thế này, tức là cái lúc mà anh kinh doanh nước mắm á, anh đi phân khúc thấp anh thất bại, xoay liền để phân khúc cao thành công. Và khi anh xuất khẩu gỗ, tôi nghĩ là anh đi ra cái anh vừa ngay cái xuất khẩu gỗ là chất lượng. Đúng rồi. Tôi cứ suy đoán rằng chắc chắn anh sẽ xoay tiếp. Anh sẽ xoay tiếp để anh giải cái bài toán gỗ đó. Nhưng anh bỏ. Đúng rồi. Anh đi sang đào tạo. Đúng rồi, tôi cũng đồng ý với Nguyên Khang. Liệu cái tính kiên định trong anh nó có đủ không? Cái ngành gỗ đó, hồi đó là suy nghĩ
suy nghĩ trắng trợ rất là nhiều. Thứ nhất là cái dòng tiền, hồi nãy anh Dương nói cái dòng tiền là chính xác, cái dòng tiền lúc đó nó cạn rồi. Rồi trong các anh CEO cũng có bàn cái hướng là xoay quanh nội địa, có luôn. Đi xoay quanh nội địa là cái gì? Cái đơn hàng nội địa là nó đơn lẻ, nó nhỏ, mà là khi mà làm thì người ta cứ đưa 30% mà cũng lại bị dính cái dòng tiền luôn. Và khi mà dừng lại á, cái lúc đó chưa nghĩ được nhiều đâu, nhưng mà cái lúc mà những ngày tháng mà dừng lại á thì mới suy nghĩ một điều, liệu mình có phù hợp với cái ngành sản xuất như vậy hay không. Và cũng có rà soát lại đó, cái lúc mình đi làm nước mắm, đúng, nó rất là thuận lợi bởi vì mình không liên quan gì tới sản xuất hết. Cái lúc đầu làm ngành gỗ toàn thương mại cũng rất là ok, chỉ có vướng là khi mà đi vô cái xưởng là bị vướng, và mới rà soát lại là mình không hiểu gì về kỹ thuật hết. Và biết chắc rằng là mình phải dừng nó lại để mình bắt đầu. Và mình bắt đầu cái gì đây? Đó là những ngày tháng trăn trở đó. Tôi thấy câu chuyện của anh càng lúc càng thú vị. Dạ. Lôi cuốn. Trăn trở của tôi là bây giờ xong cái dù gỗ một cái anh qua đào tạo. Dạ. Mà còn thời gian anh đi anh tìm hiểu, anh học hỏi ở Singapore. Dạ. Nhưng mà hai cái bài học kinh nghiệm trước, hai cái kế trước. Dạ. Nó, anh sẽ khai thác nó như thế nào trong một cái ngành mới mà anh chọn? Dạ. Cái đó liệu có phải là một cái điểm chốt quan trọng để anh có thể truyền đạt những cái kinh nghiệm của mình, hoặc là anh có thể coi đó là một cái điểm thành công then chốt trong cái nghề nghiệp mới của anh không? Dạ. Hai cái việc trước á, nó đóng góp phải nói là vô cùng lớn trong cái công việc đào tạo hiện tại, đặc biệt là dẫn dắt các em nó khởi nghiệp sau này. Hiện tại mình đi theo một cái mô hình là các em nó ra những ngày đầu ra khởi nghiệp là mình luôn khuyên các em là đi theo mô hình thương mại trước. Giống như cái hình ảnh ngày đầu mà mình đi làm nước mắm và mình làm thương mại mại gỗ, mình luôn luôn cái bước một là phải đi làm thương mại trước, bởi vì mình chưa va chạm đủ sâu trong kinh doanh, nên mình những cái ngày đầu á, những người ra khởi nghiệp là rất là máu. Nhưng mà nghĩ lại nội tại của mình á là gì, thì cái thương mại á, cái tình huống đó nó giảm hơn, cái toàn bộ cái khâu sản xuất á là người khác làm, mình chỉ việc lấy về rồi mình đi tìm cái người bán thôi. Có vẻ như đầu tư ít hơn đúng không? Đầu tư ít hơn, mình chỉ luyện những cái kỹ năng mềm thôi. Nó liên quan tới kỹ năng mềm thôi, kỹ năng xây dựng mối quan hệ, kỹ năng marketing, thì mất hết 2 năm để các bạn làm cái công đoạn đó. Thì tự nhiên các bạn thành thục hơn, thì các bạn mới đi sâu hơn một chút xíu nữa là các bạn gia công người khác ra thương hiệu cho mình. Chính những cái kinh nghiệm thời xưa đó, nó đóng góp cho cái công việc hiện tại rất là nhiều, mà đưa ra những cái lời khuyên rất là hợp lý. Tất cả các loài đều diệt vong, nhưng tôi xin thưa với anh hàng triệu năm nay nó không diệt vong. Là bởi vì nó có cái gì đó. Ví dụ con cáo nó thấy con hổ, cả đàn nó một phát là con hổ chết ngay, không, đi về, chạy. Nhưng nếu đã ra đòn là tập thể cùng ra. Và nó đi tới đâu là nó giấu phần nó rất giỏi. Cho nên anh thợ săn và chó nhà quên đi. Tất cả những cái đó nó đưa đến là anh muốn tồn tại và tồn tại lâu dài. Chứ còn con hổ với con sư tử đến ngày hôm nay tê giác trắng còn có 2 con à? Hùng mạnh cũng chết. Vậy thì muốn chia sẻ với CEO của mình ấy là thứ nhất ấy là nếu xét ở con nhím nó hiền lành như nó múc hết thì bên này là năng lực. Năng lực là cái cụm lông đầu tiên. Cái cụm lông thứ hai là cụm đam mê, và cụm số 3 là cụm sở trường. Thì anh thấy anh thành công ít nhất là đến giờ này đã, thì nó ở cái cụm lông nào? Cái bài học về gỗ là rõ ràng là mình thiếu cái sở trường và cái năng lực. Mình chỉ có mỗi cái đam mê kinh doanh, cũng không có đam mê gỗ. Tức là thích gỗ chứ không có đam mê gỗ. Đúng rồi đây. Cho nên ở đây người ta 91 tuổi người ta vẫn chưa tìm được đam mê đâu. Tại thời điểm này anh chưa tìm được đam mê thì nó sẽ có vấn đề. Mà không tìm được đam mê cũng phạm là chuyện bình thường thôi. Bởi vì đam mê á, khó tìm lắm. Chứ lúc bây giờ anh tưởng tượng ấy thôi, chứ thực ra nó là ý thích chứ không phải đam mê đâu. Đam mê là cái mà mình đẩy nó ra. Mà nó cứ nhào vào mình vứt nó đi vì nó không tạo ra tiền, mà nó cứ len vào giấc ngủ nhà mình. Cho nên là các bạn trẻ thua cho nó. Vậy thì để đạt đam mê ấy, thì người ta có 2 thủ đoạn. Một là chọn đúng cái nghề mình đam mê, nhưng mà khổ cái nghề lại không nuôi được mình. Cái cách thứ hai ấy, là người ta chọn cái nghề không đam mê nhưng mà rất nhiều tiền. Xong người ta lấy cái tiền ấy, người ta nuôi đam mê. Nuôi cái đam mê. Đúng không? Đó. Vậy thì ở đây cái bài toán thứ hai về bàn tròn ấy, thì tôi thấy vấn đề này là anh đem loay hoay một hồi, xong anh đấy là tôi làm đào tạo thì tôi có sở trường, xong tôi quay lại cái thời kỳ tôi chỉ cho mấy đứa em, tôi có đam mê, xong đồng thời nữa là tôi có năng lực ở cái chuyện ấy. Rõ ràng anh là cái người rất có phương pháp về sư phạm, thế là mình cảm thấy mình ăn. Nhưng tôi chợt thấy rõ ràng là anh có cả sở trường kinh doanh,
Cho nên là tại cái thời điểm đó mình làm gỗ, xong mình làm nước mắm, xong mày quay trở lại, thực ra nó hết cửa rồi. Thì nếu tôi phản biện thì có đúng không? Giả sử mà tiếp tục mà làm gỗ mà vượt qua cái chặng đó, thì tôi nhìn cái ba cụng lông này, tôi nhìn thấy hình như anh còn ăn to. Quay về vợ gỗ là chắc chắn là chọn thương mại. Ừ thì chọn gì không biết. Chắc chắn là chọn thương mại. Nhưng mà trường học hình như không phải là một sản phẩm mang tính chất là duy nhất và tối ưu với trường học của anh. Trường học của anh là bài toán quy hoạch. Nhiều phương án tối ưu. Tức là bây giờ anh nói cực đoan thế thôi, chứ anh quẹo sang lĩnh vực gỗ được mà anh vẫn thành công. Thế thì cái bước tiếp theo biết đâu được á. Tôi thấy anh khó đoán lắm. Biết đâu được 2 năm sau gặp lại anh qua kinh doanh cái ngành gì mì gói hay là ngành bánh kẹo gì tôi không biết được. Thì liệu có điều đó xảy ra không? Cái điều hiện tại á, mà đã đặt hết tâm sức vào cái ngành đào tạo. Bởi vì sao ạ? Bởi vì phía sau mình á, nó còn cái trách nhiệm của cả một cái cộng đồng các em đào tạo nữa. Các em đã theo chương trình của mình nữa. Ví dụ như các em nó theo chương trình của mình là bắt buộc các em nó phải tuân theo 7 bước nữa. Là bước 1 á, là các em, tất cả các em nó phải làm ra được mục tiêu 5 năm. Nó phải có một cái tầm nhìn. Cái thứ hai là nó luôn có cái plan 90 ngày. Bước thứ ba là ít nhất nửa tháng, còn là trễ lắm là 1 tháng, bắt buộc phải gặp cái người hướng dẫn, cái người dẫn dắt một lần để các em nó được định hướng, nó không có được sai, đi sai. Bước thứ tư là các em nó phải lập một cái group, gọi là cái group, mình gọi tiếng Anh là cái từ mastermind, nhưng mà giống như cái bàn tròn CEO khởi nghiệp á, tức là cái group CEO đó là nửa tháng phải gặp nhau một lần để gì, để nói ra những cái từ khóa mà mình đang mắc phải. Và cái thứ năm là các em nó phải tập đo lường. Tại vì một trong những nguyên nhân mà hồi kia mình rút ra một cái kinh nghiệm á, là mình không có đo lường. Hồi đó cứ làm theo bản tính và quyết định theo bản tính. Thì mọi cái keyword ở trong doanh nghiệp phải đo lường hết. Kể cả cái bàn lao công cũng phải đo lường. Tôi và anh Dương đang băn khoăn là liệu xác định cái tổ chức thiên bồng của anh. Còn thực sự cái sở trường như anh Dương nói là cái lông của con nhím hay là con cáo gì đó. Nó nằm ở đâu? Có phải là trời sinh anh ra là anh để làm đào tạo không? Bản chất của mình là chưa bao giờ mình nghĩ tới nghề đào tạo trước đó. Bởi vì mình là người nói cà lăm nói lắp mà. Cái giọng bây giờ là mọi người đều nghe biết nè. Nhưng mà nó rất là kỳ lạ là những cái ngày đầu mà chia sẻ ở cà phê á, đâu có bao giờ nghĩ tới cái ngành đào tạo. Thì một người bạn họ mới đề nghị rằng là bạn làm đào tạo được. Mình nói no, không thể được, làm sao làm đào tạo được, một người nói lắp mà. Nhưng mà cái người bạn đó mới nói rằng là tôi đã tham gia rất là nhiều lớp, nhưng mà cái vấn đề ở đây của bạn á, là bạn nói một cái là tôi rất là bị hút. Và chính cái người bạn đó là tập hợp những cái người bạn lại và bắt mình đứng lớp và test. Và bản thân mình thực sự là đứng lớp á, mà làm đào tạo là mình đã vượt qua được chính cái con người của mình là một người nói lắp nói cà lăm. Anh Dương có nói một cái câu là anh có 3 cái điều mà Nguyễn Khang nghĩ là khá là phù hợp với nghề. Đầu tiên đó là đam mê nghề nghiệp, thứ hai là về sở trường, và thứ ba nữa là ở sự phù hợp. Thì Nguyễn Khang nghĩ là với cái nghề cho đến hiện giờ thì anh đáp ứng đủ 3 cái tiêu chí đó. Nếu so với cái nghề trước đây là về đồ gỗ thì có vẻ như nó thiếu hụt một vài cái tính cách phù hợp với cái nghề. Thì nhân đây thì Nguyễn Khang muốn hỏi anh một chút nữa là khi mà anh đến với cái nghề này thì như anh Việt có nói là anh đang rất là thành công với cái nghề, nhưng mà anh có dự định, có định hướng cho mình cái hướng đi hay không? Tại vì những gì anh đang đi làm nó không phải là một cái chiến lược lâu dài cho 5 năm hay là 10 năm, mà chỉ là thấy tôi không phù hợp thì tôi thay đổi. Bởi vì điều đó rất là quan trọng đối với một người đã khởi nghiệp ở U40. Hiện tại á, mình đặt một cái tên ở cái chương trình đào tạo mình là ươm mầm khởi nghiệp, tức là giúp cho các em nó từng bước nó ra khởi nghiệp. Thì cái bước tiếp theo và hiện tại nó đã diễn ra rồi. Là ươm mầm xuất khẩu. Như năm 2020 là có rồi, là cái khóa tại Singapore. Tức là hướng các em, phần lớn là các em nó ra khởi nghiệp á, ở trong các cái khóa của mình đào tạo á, là hơn 90% em chưa bao giờ nó bước ra nước ngoài. Nhưng mà khi mà nó ngồi tới nó nói chuyện á, là nó muốn cái hàng nó đi khắp thế giới. Mà cái việc đi ra nước ngoài lần nào chưa bao giờ đi. Thì cứ hàng năm vậy đó. Thì nó có những chuyến đi Singapore là cái chuyến thường niên, và những chuyến là kết hợp với Cục Xúc Tiến và Thương mại là ở bên Bộ Công Thương, và những chuyến kết hợp với Trung tâm Xúc Tiến Thương mại và Đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh gọi là ITBC. Trong cái chiến lược sắp tới của anh, anh có dự định là nhân rộng cái mô hình đó ra, hay là đem một cái hình thức training ở bên nước ngoài về để phát triển lâu dài bền vững cho cái con đường mình đang đi hay không? Cái đó là cái điều quan trọng, tại vì anh đang rất là phù hợp với nghề này. Phải có những cái kế hoạch để cho cái nghề mình nó phát triển lên một cái đỉnh mới.
cái hạt sắp tới của mình á là mình sẽ nhân cái mô hình này ra Campuchia qua các nước Myanmar, thì mình có dịp đi một vòng các nước đó thì mình thấy là họ cũng tồn tại giống như Việt Nam của mình cách đây 5-10 năm trước. À, đó là cái trong cái suy nghĩ của mình. Cái khởi nghiệp nó chỉ là cái gì ở hai chỗ đây này, dám làm và khởi nghiệp đủ yếu tố. Nhưng cái kinh hoàng nhất đó là nuôi nghiệp. Để nuôi nghiệp ấy, nó phải đảm bảo đúng phân khúc, kiến thức phải đủ, nhưng kinh nhất là kỹ năng, và cuối cùng ấy là phải biết cho người ta cái năng lực giải quyết vấn đề, tức là các yếu tố bất quy tắc cộng lại 7 yếu tố mà không có được không thể nuôi nghiệp được nghiệp đào tạo này. Trong cái phân khúc của em thì rất là rõ ràng, phân khúc khách hàng em cũng không có dùng cái từ khởi nghiệp nhiều, và riêng cái từ khởi nghiệp thì nó cũng rất là rõ ràng. Cái chữ khởi nghiệp nó có hai dạng, là khởi nghiệp công nghệ, tức là họ làm một cái gì đó rất là lớn, còn cái của em gọi là lập nghiệp. Em tập trung vào doanh nghiệp siêu nhỏ, những bạn văn phòng họ làm việc 5 năm, 10 năm ở công ty và họ muốn ra họ làm. Đó là cái phân khúc thứ nhất. Phân khúc thứ hai là cũng những cái bạn đó nhưng mà họ ra làm, họ chưa có học, họ thất bại, họ té lên té xuống và bây giờ họ muốn tiếp tục cái nghiệp đó nữa, thì bắt đầu họ đi vào đây để bắt đầu họ bắt đầu lại cho nó chuẩn. Và cái dạng thứ ba là họ ra họ mở 3 năm, 5 năm rồi mà cứ một quán phở họ cứ họ ngồi như vậy hoài, tức là họ đã biết cách bán hàng, biết cách phát triển rồi mà họ cứ ngồi đó hoài. Nhiều người nói là thất bại để học kinh nghiệm, nhưng mà thật sự thất bại rất là lớn mà học kinh nghiệm chút xíu. Nghe hai anh chia sẻ rất là thú vị. Suy từ cái bản thân mình ra, kết hợp với những gì mà anh trao đổi ngày hôm nay, tôi thấy mình rút tỉa được hai cái bài học kinh nghiệm rất là quan trọng. Cái điểm thứ nhất đó là tổ chức. Theo tôi nghĩ rằng là ai sinh ra trên đời này trời cũng ban phủ cho họ một cái tổ chức thiên bẩm nào đó. Vấn đề là anh em mình có phát hiện được ra và nuôi dưỡng và phát triển nó không. Giá như mà mình làm những cái gì mà phù hợp với tổ chức của mình, với những gì trời sinh ra cho mình, thì chắc chắn mình là thích, là mình là đam mê, và như vậy đủ để cho mình giỏi. Và như vậy hạnh phúc nó đến từ những cái điểm nhỏ như thế. Chứ hẳn là anh có thể làm một cái ông trùm gỗ ở Việt Nam, chứ hẳn là anh làm một cái trùm nước mắm Việt Nam, nhưng anh làm được một nghề đào tạo với một cái thu nhập không phải là lớn, nhưng đúng với tổ chất của anh, đúng với trời sinh ra anh làm cái nghề đó, thì tôi tin chắc rằng anh sẽ rất hạnh phúc và anh tự hào về cái nghề nghiệp của mình. Nhưng tôi có thêm một ý này, anh đào tạo là hướng nghiệp, lập nghiệp, hướng nghiệp. Với kinh nghiệm của anh ấy, anh nhìn ra ví dụ như bây giờ người ta muốn kinh doanh rồi, bây giờ anh làm biểu làm sao kinh doanh thành công. Nhưng mà câu hỏi đầu tiên là liệu anh làm kinh doanh có phù hợp không. Anh mà thêm ý đó tôi nghĩ là xuất sắc. Bài học của tôi 35 tuổi rồi, tôi mới nhận ra thực sự là tôi, tổ chất của tôi là gì và tôi muốn cái gì. Và thực sự sau thời gian đó tôi thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn và tôi happy với những gì tôi làm. Đó là ý thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ về cái vấn đề tổ chất. Ý thứ hai nữa, từ kinh nghiệm của tôi mà ra, cái sự phát triển của con người theo tôi là nó không phải đi theo một đường thẳng mà đi theo một con đường dích dắc đấy nè. Con đường dích dắc bao giờ nó không bền cả. Không ai thành công cái sinh ra tôi được cả cái thìa vàng ở trong miệng rồi, tôi còn gia tài rồi và tôi tiếp tục đi học hành tài giỏi và tôi cứ thành công vút một phát. Nhưng mà anh em mình nó dích dắc ấy. Dích dắc nó làm cái thể mình nó vững hơn, có thể là chậm hơn một chút nhưng mà cái thể mình nó vững hơn. Và tôi hay nói cái bản lĩnh của mình nó không phải là nằm ở chỗ mình cao bao nhiêu, mà nằm ở chỗ lúc mình cao nhất và lúc mình thấp nhất. Cái biến đồ đó nó đo cái bản lĩnh của mình, và chính cái bản lĩnh đó mình mà chia sẻ được người khác, mình hun đúc người khác rồi mình mới gọi truyền lửa cho người khác, rồi những cái người đó nó lập nghiệp nó thành công. Thì tôi nghĩ anh em mình làm cái nghề đó đó, mình chúc được cho rất nhiều người. Tôi rất tâm đắc về những gì mà anh chia sẻ hôm nay. Chúc em thành công. Cảm ơn anh Việt rất là nhiều. Cảm ơn anh Việt và cảm ơn anh Dương rất là nhiều đã chia sẻ cái cuộc trò chuyện này. Có một câu nói mà Nguyễn Khang nghĩ rất là hay, cũng muốn chia sẻ với lại anh Duy. Đó là thay vì đuổi theo một con ngựa thì người ta sẽ dành thời gian để trồng cỏ, và qua mùa xuân thì người ta sẽ có những đồi cỏ và những đàn ngựa béo tốt. Thay vì để dành thời gian đuổi theo cái nghề nghiệp của mình thì anh Duy đã lựa chọn việc tích lũy những cái khả năng, những cái gọi là tích lũy những cái kỹ năng cần thiết, và đến một lúc nào đó thì chính cái kỹ năng đó đã giúp cho anh lựa chọn một cái nghề nghiệp tốt, nghề nghiệp phù hợp với chính mình. Xin được cảm ơn sự chia sẻ của hai vị khách mời ngày hôm nay. Cảm ơn anh Việt và cảm ơn anh Dương, và đặc biệt là cảm ơn nhân vật chính của chúng ta, anh Duy, đã đến đây để chia sẻ cuộc trò chuyện này. Cảm ơn anh rất nhiều.
Thưa quý vị, chúng tôi cũng hy vọng là qua cuộc trò chuyện của anh Duy, chúng ta, đặc biệt là những bạn trẻ của chúng ta, sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm cho mình